Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khánh em ơi. Và đang trong thời gian rảnh rỗi thì Khánh sẽ soi đồ cao thủ tăng trưởng môn tháng 4 này của Côn Lôn Phái cho anh em xem. Và hiện tại quý view thì nhìn vào một set đồ khá là chất. Một set Newton và một cây kiếm vàng, một cây đao vàng. Đó là cây đao Thanh Long đao chống phá nha anh em. Một cái đao tóc 30, sát thương 38, sát thương 80% và 25 không banh và lo sát nội công 200 thì cũng có thể đi hai đường nha mọi người. Và sở hữu cho mình một set Newton. Một set Newton, một áo cực phẩm. Đó, một ngọc bội cực phẩm luôn. Set Newton khá chất dành cho Côn Lôn. Với hiệu ứng sinh lực khá là cao. Rồi đi kèm cho mình đó là một cái nón phòng thủ lý 25 làm chậm 30 sinh lực 1 lực. Và đi kèm với một OT phòng thủ lý 19 làm chậm 30 sinh lực 1 lực. Một con lưng kháng họ 21, thời gian chống 40, sinh lực 152, khá là tốt dành cho Côn Lôn. Và kèm với một đôi giày tóc 32, sinh lực cao và kháng họ 22 và chống 40. Một cái nhận kháng lô 30 thì cũng tương đối này mà. Đi kèm cho mình đó là hai món thủ lý. Và có cho mình 60 làm chậm kèm với gia truyền thì đạt cho mình là khoảng 99 làm chậm thì đạt móc 80 làm chậm nha. 80 làm chậm. Rồi bên này thì đai lưng với đôi giày thì sẽ đặt cho mình đó là 80 chón. Vẫn với cái móc khá là tuyệt đối ở cái server kéo M1 tay như thế này. Rồi với hiệu ứng kháng họ được hai món 22 và 21 khá là trâu. Đang thử cho mình một cái ấn này nè em ơi. Sau khi lên tăng trưởng môn thì được cho mình một cái ấn skin 9x 1 cấp. Đó. Một cái mặt nạ kháng cảnh 5. Ấn này hiện tại đang thiếu hiệp phong cũng như là thiếu trang sức. Vừa rồi hết Evan đó nên là thiếu thôi nè. Nếu mà Evan mở lại thì chắc chắn sẽ có lại trang sức sinh lực 200 dành cho Côn Lôn. Và cũng như là phi phong cái này cũng có một cấp nữa. Thiệt này sẽ có là một cấp từ áo, hai cấp từ phi phong và ba cấp từ cái này. Và với căn không hai cấp thì ạc này cũng đam được tay khá là to đó mọi người. Ạc này đang top 11 nha nè. Đang top 11 server. Một trong những cao thủ kỳ cấp khá là chuẩn. Và đang top 2, tương đối là top 1 của Côn Lôn. Đó. Khá là chất. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Will, một trong những tăng trưởng môn tháng 4 này. Một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều.